Thành phố miền đông Ukraine như dùng tận thế do các cuộc pháo kích. Thành phố Avdivka miền đông Ukraine bị tàn phá nặng nề với khung cảnh như ngày tận thế khi Nga tăng cường pháo kích. Các quan chức địa phương ngày 26 tháng 3 cho biết khoảng 2.000 thường dân vẫn mắc kẹt ở Avdivka, thành phố thuộc tỉnh Donetsk, cách một khoảng 90 km về phía tây nam. Trước khi xảy ra xung đột, Avdivka là nơi sinh sống của hơn 30.000 người. Tôi rất buồn khi phải nói điều này nhưng Abdevka ngày càng trở nên giống khuôn cảnh trong các bộ phim ngày tận thế. Người đứng đầu chính quyền quân sự, dân sự Abdevka, ông Vitaly Parabas, viết trên Telegram. Ông Parabas cho biết thêm, giới chức địa phương bắt đầu sơ tán những công nhân và máy điện còn ở lại trong thành phố và hệ thống thu tín hiệu di động sẽ sớm bị tắt bởi vì lực lượng Nga đã xuất hiện ở thành phố này. Trong bối cảnh các lực lượng Nga đang dần dần giành được bước tiến ở hai bên sườn của Avdivka, quân đội Ukraine tuần trước đã cảnh báo rằng thành phố này có thể trở thành ba mốt thứ hai. Ngày 26 tháng 3, Nga pháo kích nhắm vào hai tòa nhà cao tầng ở Avdivka, cách dùng ngoại ô phía bắc của thành phố Donetsk 10 km, nơi nằm dưới sự kiểm soát của Moscow từ năm 2014. Theo quân đội Ukraine, chỉ một người bị thương trong loạt trận không kích nhằm vào Avdivka một ngày trước đó. Bộ Quốc phòng Anh nhận định chiến dịch của Nga xung quanh Africa gần thành phố Donetsk sử dụng chiến thuật tương tự như những gì đang xảy ra ở Bamut và đã đạt được những bước tiến đáng kể. Cơ quan này bổ sung rằng cuộc tấn công của Nga phần lớn được thực hiện bởi quân đoàn 1 của dùng Liên khai Donetsk, bao gồm các thành viên địa phương, giống là những người biết rõ địa hình. Đặc biệt, theo dữ liệu tình báo, quân đội Ukraine tiếp tục phòng thủ có tổ chức, nhưng các tuyến tiếp tế của họ ở phía Tây đang ngày càng đe dọa do hoạt động bao dây của Nga. Cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua giữa Nga và Ukraine khiến hàng triệu người phải sơ tán. Hàng chục thành phố của Ukraine bị phá hủy gần như hoàn toàn. Giao tranh hiện diễn ra khốc liệt nhất ở mặt trận Bamut. Moscow tìm cách kiểm soát thành phố này cách đây hơn 8 tháng, nhưng chưa thành công dù đã hao tốn không ít nguồn lực. Chấp lực lượng Nga bao dây từ ba phía, quân đội Ukraine tuyên bố sẽ bảo vệ Bamut đến cùng. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy miền Đông Ukraine Serhiy Cherevati hôm qua khẳng định tình hình ba mốt vẫn ổn định, lực lượng Ukraine tiếp tục giám sát, kiềm chế hướng hành động và kế hoạch của đối phương. Chúng tôi biết mình đủ lực lượng và phương tiện cần thiết để giữ phòng tuyến. Chúng tôi cũng biết lực lượng dự bị ở đâu và có thể điều động thế nào. Ông Cherevati nói, chúng tôi biết cách có thể tấn công đối phương để họ thiệt hại tối đa, suy yếu và mất năng lực tiến công. Trong khi đó, diện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ nhận định Nga giành lợi thế trong và ngoài Ba Mút. Nga được cho là đang điều quân chính quy thay cho các đơn vị của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, giống giữ vai trò tiên phong trong chiến dịch tập kích Ba nhiều tháng qua. Thông điệp của Nga khi muốn đưa vũ khí hạt nhân đến Belarus. Tuyên bố đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus, ông Putin dường như muốn phát thông điệp trang đe phương Tây khi thổi buồn nỗi lo về xung đột quỷ diệt. Tổng thống Nga Putin ngày 25 tháng 3 bất ngờ tuyên bố Moscow sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus. Ông chủ điểm Kremlin cho biết Nga đã triển khai 10 máy bay có khả năng mang loại vũ khí này ở quốc gia láng giềng và đã chuyển giao cho Belarus một số tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Dù Tổng thống Putin nói rằng điều này không có gì bất thường, tuyên bố của ông đã châm ngòi cho làn sóng lo ngại và chỉ trích từ Ukraine và các nước phương Tây, bởi đây là lần đầu tiên Nga triển khai vũ khí hạt nhân bên ngoài lãnh thổ trong hàng chục năm qua. Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân ICAN, Liên minh Dân sự Xã hội Toàn cầu của trụ sở tại Senegal Thụy Sĩ, gọi tuyên bố của Nga là bước leo thang cực kỳ nguy hiểm trong cuộc khủng hoảng Ukraine bởi nó gây ra nguy cơ tính toán sai lầm khi xung đột Ukraine tiếp diễn, việc chia sẻ vũ khí hạt nhân làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn nhiều và có nguy cơ gây ra những hậu quả nhân đạo thảm khốc, Ikan viết trên Twitter. Tuy nhiên, giới phân tích tin rằng tuyên bố trên không đồng nghĩa Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để tạo bước ngoặt trên chiến trường Ukraine thay vào đó là một nỗ lực nhằm khoét sâu nỗi lo sợ leo thang hạt nhân của phương Tây, từ đó phát thông điệp răng đeo tới Mỹ và các nước châu Âu. Nga từ lâu đã sở hữu vũ khí hạt nhân đủ khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào mà đầu đạn hạt nhân chiến thuật đặt tại Belarus có thể nhắm tới. Diện nghiên cứu chiến tranh ISW, trụ sở tại Washington, viết trong một báo cáo. Bởi vậy, việc đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus không tạo thêm bất cứ lợi thế nào cho Nga nếu sử dụng trên chiến trường. ISW thêm rằng Tổng thống Putin đã nhiều lần đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng chưa bao giờ quyết định hành động. Hồi tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Nga cho biết ông đã đặt lực lượng hạt nhân chiến lược trong tình trạng báo động cao, nhưng giới quan sát quân sự từ đó đến nay không nhận thấy bất kỳ thay đổi hay động thái di chuyển vũ khí bất thường nào từ phía Moscow. Sau tuyên bố ngày 25 tháng 3 của ông Putin, Mỹ cũng chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Nga đã di chuyển vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho hay, ông Putin còn cho biết để thúc đẩy quá trình triển khai vũ khí, Nga sẽ bắt đầu huấn luyện phi công Belarus lái máy bay mang bom hạt nhân từ đầu tháng 4 và hoàn thành các cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus trước ngày 1 tháng 7. Các chuyên gia hạt nhân hoài nghi về những mốc thời gian này chỉ ra rằng Moscow đã xây dựng một cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân ở Kaliningrad, lãnh thổ hải ngoại của Nga, trong ít nhất 7 năm qua, nhưng vũ khí hạt nhân dường như vẫn chưa được sẵn sàng triển khai tại đây. Đến nay, chưa có hình ảnh gì tin nào cho thấy hoạt động xây dựng tương tự đang diễn ra ở Belarus. Tôi đã xem xét một số địa điểm tiềm năng có thể bố trí vũ khí hạt nhân ở Belarus, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về hoạt động xây dựng kho lưu trữ. Hans Christensen, giám đốc dự án thông tin hạt nhân tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho biết, vũ khí hạt nhân chiến thuật là những đầu đạn cỡ nhỏ có sức công phá thấp được thiết kế để sử dụng trong cuộc tấn công hạn chế trên chiến trường vì phá hủy quy mô lớn. Tuy nhiên, chúng vẫn cần được bảo quản tại những cơ sở đặc biệt, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao do rủi ro rất lớn. Trong tuyên bố hôm 25 tháng 3, Tổng thống Putin còn đề cập đến lời phàn nàn lâu nay của Moscow về thỏa thuận chia sẻ hạt nhân giữa Mỹ với năm đồng minh châu Âu là Đức, Hà Lan, Bỉ, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thỏa thuận này, Mỹ triển khai khoảng 100 quả bơm trọng lực B-61, loại vũ khí hạt nhân chiến thuật cỡ nhỏ ở các quốc gia trên và phi hành đoàn của họ được huấn luyện để lái máy bay mang chúng trong trường hợp chiến tranh hạt nhân nổ ra. Nga cho rằng đây là hành vi vi phạm Hiệp ước Không Phổ Biến Vũ khí Hạt Nhân NPT năm 1968 và mới tuần trước, tuyên bố chung của Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn nhấn mạnh tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nên kiềm chế triển khai vũ khí hạt nhân ở nước ngoài, đồng thời rút vũ khí hạt nhân đã triển khai bên ngoài lãnh thổ trở về. Thông báo mới nhất của Tổng thống Nga về vũ khí hạt nhân ở Belarus cho thấy ông đã thay đổi suy nghĩ. Nga dường như muốn tìm một biện pháp đối trọng với phương Tây nhằm tăng năng lực trăng đe của mình. Đây là một động thái rất quan trọng. Nikolai Sokol, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Giải trừ Quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, viên nhận xét. Nga luôn đề cao việc họ không triển khai vũ khí hạt nhân bên ngoài lãnh thổ, nhưng giờ đây họ đang thay đổi quan điểm đó. Về mặt kỹ thuật, thỏa thuận chia sẻ vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và đồng minh không vi phạm NPT, vì chúng được ký trước khi hiệp ước này có hiệu lực. Liên Xô lúc bấy giờ đã chấp nhận chúng và Moscow có thể triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus hay bất kỳ nước Cộng hòa thuộc Liên Xô nào khác. Nhưng khi Liên Xô tan rã, Nga đã mất đi quyền này. Với việc đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus mà không chính thức chuyển giao chúng cho Minsk, Nga tin rằng đây là một cách để lách quy định của NPT. Tương tự cách Mỹ đang làm ở châu Âu, tuy nhiên đối với các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân và những người ủng hộ kiểm soát vũ khí hạt nhân, chúng đi ngược lại tinh thần của NPT. Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề xuất kế hoạch thu hồi bom B-61 khỏi châu Âu như một bước tiến tới giải trừ vũ khí hạt nhân. Nhưng một số đồng minh châu Âu phản đối cho rằng nó có thể khiến chiếc ô hạt nhân của khu vực mỏng đi. Sau đó, mối quan hệ giữa nga với phương tây lao dốc khiến Washington thay đổi quan điểm, quyết định nâng cấp số đầu đạn này thay vì thu hồi. Phiên bản bơm trọng lực B-61-12 đang trong quá trình chuyển giao tới châu Âu thay thế những quả đạn B-61 cũ hơn. Bơm B-61-12 được coi là vũ khí nguy hiểm nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ do có độ chính xác và tính tùy biến cao, có thể tích hợp dễ dàng trên tiêm kích tàng hình F-35. B-61-12 có sức công phá khoảng 50 kiloton, tương đương 50.000 tấn thuốc nổ TNT, khá nhỏ so với nhiều loại vũ khí hạt nhân chiến lược khác, nhưng nó có sai số trượt mục tiêu chỉ 30 m nhỏ hơn nhiều so với các thế hệ bơm trước đây. Điều này khiến B6112 trở thành vũ khí phù hợp nhất cho các đoàn tấn công hạt nhân chính xác. Những quả bơm hạt nhân mới là mối quan tâm lớn đối với người dân châu Âu. Chuyên gia Susie Sneider từ Ikan nhấn mạnh, việc Tổng thống Putin chỉ ra điều này và đe dọa có hành động tương tự đã cho thấy một vấn đề đã tồn tại khá lâu mà phần còn lại của thế giới cũng đang cố gắng khắc phục. Tuy nhiên, Christensen lập luận rằng chính việc Nga sắp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ là nguyên nhân chính khiến châu Âu cảm thấy bất an và phản đối Mỹ thu hồi bơm B-61 trên châu lục. Nếu Tổng thống Putin không thực hiện động thái sắp nhập năm 2014, những quả bơm hạt nhân đó rất có thể đã biến mất trên lãnh thổ châu Âu, ông nói.